Ta còn tưởng là ai, thì ra là Ngọc Diện Phan An Thiết Quyền Dương hoành hành giang hồ chiếm núi làm vua. Mã Tiểu Hổ, Mã Đại Hiệp, nhiều năm không gặp, vẫn bình an chứ? Ta biết ngay mà, chắc chắn là Kim Đao Sư Dương Sở Đại Đao huynh. Sở Đại Đao nè, trăm dặm quanh đây, vào địa bàn của ta nghênh ngang như vậy, ngoài huynh ra, những tiêu cục khác thật sự không có một ai không giữ quy tắc. Mã Đại Hiệp, quy tắc này ai cũng hiểu hết, nhưng mà cũng phải tùy người thôi. Đối với những người không hề tuân theo quy tắc, có nói quy tắc cũng vô dụng thôi. Sở Tiêu Đầu, huynh đang chỉ đường dẫn lối cho ta sao? Mã Tiểu Hổ, ngày hôm nay hoặc là đi qua bình thường, mỗi người mỗi hướng, hoặc là chúng ta phải đánh nhau một trận, huynh chọn đi. Mã Tiểu Hổ, bọn ta có quy tắc riêng của bọn ta, không cướp lương thực cứu trợ, không cướp của người già và trẻ con. Những ai giữ đúng quy tắc bọn ta đều không cướp. Cô nương, không biết là cô là thiên kim nhà ai, sao lại đi chung với một người thô lỗ như Sở Đại Đao chứ? Ta thấy hay là... Hay cho một đại hiệp dám giữa ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật lại trêu đùa con gái nhà lành, còn gì là giang hồ hảo hán. Tên nhóc con này, ngươi im miệng cho ta. Ngươi... Hay cho người không cướp của già và trẻ, toàn là những lời dối trá, hữu danh vô thực. Sở Đại Đao, huynh cũng đừng có ở đó lên mặt với ta. Tha cho huynh vì không phải là đối thủ của ta. Vậy đi, huynh chọn một trong những người này so tài với ta. Nếu như thắng được ta, ta sẽ cho các ngươi đi. Ngươi mã tặc đáng chết. Ta vị đại hiệp này, trẻ con ăn nói không biết suy nghĩ, mong huynh bỏ qua cho. Tất cả chúng tôi ở đây chỉ muốn lên đường bình an. Lên đường cũng được. Nàng ở lại, ta không ra tay không ra chân. Nếu như nàng có thể đánh ta gục ngã xuống đất, thì ta sẽ cho các người đi qua. Còn nếu như nàng không hạ gục được ta, thì phải theo ta về làm áp trại phu nhân. Nàng thấy thế nào? Không thấy nào hết. Cô nương thân thủ khá đó. Vậy hôm nay bổn vương sẽ cùng nàng chơi đùa cho thỏa. Quyền cước không tệ, nhưng mà chân còn yếu lắm. Huynh thua rồi. Thả người. Thế tử có sao không? Tỷ lợi hại lắm, mới đó đã hạ gục được hắn. Mau lên xe, chúng ta mau đi thôi. Mã huynh, sau này gặp lại. Được, sau này gặp lại. Đi. Chà. Đi thông thả. Lên đường. Chà. 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 Chà.
Lên đường. Đi. Đi. Tính sao đây, họ lại tới nữa kìa. Không sao đâu, xảy ra bất cứ tình huống gì cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây là được. Mã Tiểu Hổ, ngươi là kẻ thất hứa, nói không giữ lời, không đáng mặt giang hồ hảo hán. Bổn vương nói không giữ lời hồi nào? Hồi nãy ta chỉ nói là thả cô nương, chứ đâu có nói thả các người đi. Vì vậy, Sở Đại Đao ngươi không phục hả? Sở Đại Đao ta phục hay không? Cần phải hỏi Đại Đao trong tay của ta có đồng ý không? Được rồi Sở Đại Đao, hãy dẹp thanh đao của ngươi vào đi. Thanh đao quèn mà ngươi cũng dám quên quan với ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi hãy ngoan ngoãn giao cô nương đó đây cho ta. Ngọc Diện Phan An ta đã thích cô ấy rồi, nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Ta khinh Mã Tiểu Hổ mặc dày vô sĩ, mã tặc chiếm núi làm vua như ngươi. Tại sao ta phải giao cô nương ấy cho ngươi? Mã tặc chiếm núi làm vua như ta đây đã thật sự thích cô nương này rồi. Ta cho ngươi biết, thật không dám giấu, vừa nhìn là ta đã yêu mến cô ấy. Nói nghe vô lý. Ngươi muốn gì thì muốn hay sao? Hay ho lắm hả? Ta nói ngươi nghe Sở Đại Đao, cô nương đây đâu có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đâu cần phải vì cô ấy để chống lại ta. Ngươi hãy ngoan ngoãn giao cô ấy cho ta đi. Ta rất có thành ý mời cô nương đó lên núi làm áp trại phu nhân, tuyệt đối không có ý trêu đùa. Nè, sao ngươi không tác hợp cho ta đi? Tác hợp cho ngươi à? Mã Tiểu Hổ, ngươi ở đây nói nhăng nói cuội còn kêu ta tác hợp cho ngươi. Vậy cướp bóc giết người được xem là thế thiên hành đạo. Ta thấy da mặt của ngươi đúng là quá dày rồi. Sở Đại Đao, ngươi đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, không dễ uống chút nào đâu. Việc Mã Tiểu Hổ này muốn làm, ai dám ngăn cản, chỉ có kết cục thê thảm thôi. Ta thấy ngươi mới là người có kết cục thê thảm. Sở huynh, Sở huynh. Cô nương, Mã Tiểu Hổ ta là người thô lỗ, có chỗ nào đắc tội mong cô nương thông cảm. Cho hỏi tên họ của cô nương là gì, bổn vương lập tức cho người mang sính lễ, sính thư đi, dùng kiểu lớn 8 người đến nghênh đón, có được không? Vị đại hiệp đây, trước đây huynh đã đánh thua Tú Vân cô nương, có đúng hay không vậy? Ủa, là Tú Vân à? Tục ngữ nói đúng lắm, nam nhi không so đo với nữ nhi. Huống hồ Tú Vân cô nương đây sắp trở thành áp trại phu nhân của ta, chẳng lẽ ta đi ức hiếp phu nhân của mình sao? Thế nào, chẳng lẽ các nghệ sĩ muốn ngăn cản hỷ sự của ta? Không biết là đại hiệp có thể nể mặt tiếp vài chiêu hay không? Được, vậy thử vài chiêu xem. Hay là vậy đi, nếu như người thắng ta thì ta sẽ để cho người đi qua, còn ngược lại nếu như ta thắng thì ta mời các vị huynh đệ đây lên núi uống rượu mừng, thế nào? Mời. Mời. Hoi! Hoi!
Hây. Hây. Đại ca. Đại ca Thiết Bưu giỏi quá. Ta thua rồi. Mau thả người. Đa tạ. Dương Thiết Thương, chứng minh cho ta xem, rốt cuộc ngươi là chó đực hay là chó cái đi? Giỏi. Giao nghịch tặc của thiên địa hội ra cho ta. Đừng có mơ. Lên. Đưa đầu cho ta. Chúng ta lẻn ra chỗ chuồng ngựa trước. Rồi những lúc không ai để ý tới chạy ra ngoài sân, có rõ không? Dạ, đã rõ. Đi thôi. Đi nào. Mau lên, mau lên. Cẩn thận. Đi thôi, cẩn thận, cẩn thận. Mau lên, mau lên. Mau tới chỗ chuồng ngựa đi. Nào, mau lên đi. Mau lên. Trốn vào, trốn vào. Bà ba, lúc nãy bà nói con ra bên ngoài sẽ thấy Tú Vân tỷ trở về. Bà đâu có biết được bọn tay sai triều đình tới trước Tú Vân. Bối bà, lỡ như chút nữa chúng ta bị chia cắt, chúng ta mạnh ai nấy đi tới Bàn Thành nha. Bàn Thành, đã hẹn sẵn ở Bàn Thành. Ừ. Dạ. Ừ, nhưng mà con không biết làm sao đi tới Bàn Thành. Đừng sợ, có huynh ở đây. Đuổi theo. Dạ. Cúi xuống, cúi xuống. Tôi đánh với bà già, cô đánh với tên nhóc đi. Ừ. Ba ba.
Ta còn có sao không? Không sao. Người trái ta phải. Theo sát bà. Dạ. Bà ba. Sở Đại Đao, mau cút đi chỗ khác đi. Hôm nay Sở Đại Đao này sẽ dạy cho hai ngươi biết kính lão nhường trẻ. Chạy đi. Mùi có sao không? Bà ba. Dương Nhi, con dẫn Thiên Hồng đi tới bàn thành. Con muốn đi cùng bà ba. Bà cũng sẽ đi ngay. Nghe lời bà. Được. Bà. Tin lời bà. Bà không có lừa hai con. Đi mau lên. Đi. Bà nhớ con không nữa. Chúng ta về trễ rồi.
chị vô đi tìm đi. Được. Được. Sao rồi, bà bị thương sao? Không có sao. Hả? Bảo vệ nhị mau. Bảo nha cha, ba người đi trước, chỗ này giao cho tôi. Được, chúng ta đi thôi. Bảo lên, bảo lên, bảo đi thôi. Bà ba. Bà ba cẩn thận quá. Hình như ở đây có mai phục. Nhị mau qua đây. Nè, lũ ranh con, ta chờ các ngươi ở đây lâu lắm rồi. Các ngươi hãy mau chóng đầu hàng đi. Hai bên trái phải đều là vực sâu, không hề có chỗ cho các ngươi chống cự. Chỉ cần các ngươi giao đồ cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, chừa cho các ngươi con đường sống. Mau chạy đi, chạy mau, chạy mau, chạy mau đi, chạy đi. Tiểu Dương, Dương Nhi, chạy mau, mau lên, mau đuổi theo họ, mau lên đi, chạy mau, chạy mau, mau chạy đi, mau lên. Mau lên. Chạy đi.
Mau chạy đi. Chạy mau, chạy mau. Mau lên đi. Chạy lên. Mau lên. Phu nhân, nàng bị thương rồi. Không được đụng vào vợ của ta. Dương Nhi à, ngươi muốn làm gì? Đứng lên. Là cậu sao? Tiền bối, Túi Dương bị thương rồi. Bỏ đi tìm Thiếu Mưu đi. Bỏ lên. Không được đụng vào vợ của ta. Bỏ lên. Phu nhân à, ráng chịu một chút đi. Mọi người chú ý, kiểm tra số người, còn thiếu ai không? Dạ. Thiếu Mưu đại ca. Thiếu Dương. Sao vậy? Đi thôi. Đi. Tú Dương tỷ. Thiếp phụ huynh, vết thương của phu nhân rất nghiêm trọng, phải trị cho cô ấy ngay. Tú Dương. Các huynh đệ, đưa họ về sân trại. Tuân lệnh đại ca. Đi. Cẩn thận đó, Tú Dương. Ai nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là sao đi? Hả? Ai đứng ra dạy cho ta biết? Trở về ăn nói với A Mã ta thế nào đi? Hả? Các ngươi là cao thủ giang hồ mà. Các ngươi giỏi chỗ nào? Đuổi tới Thiệu phủ, chúng đã trốn. Đuổi tới Linh Ứng Tự, chúng cũng trốn. Đuổi tới Tiêu Cục Dịch Trạm, chúng cũng trốn. Bây giờ đuổi tới chỗ này, chúng cũng trốn thoát. Bọn chúng có ba đầu sáu tay hả? Bọn chúng có ba đầu sáu tay hay sao? Bọn chúng có ba đầu sáu tay sao? Không có. Vậy thì rốt cuộc là tại sao vậy? Vô dụng. Jump.
Mau, sống lên, không cho chúng qua. Dạ. Rồi, xuống mau. Rồi, xuống đi. Đi. Mau, mau lên. Hai vị tiền bối, thiếp môn huynh, các vị hãy mau đưa những đứa trẻ sơ tán từ đường hẻm, còn ta dẫn các huynh đệ tìm cách nhử quân truy đuổi đi xa. Các vị nhất định phải bảo trọng. Tiền bối, chúng ta sẽ gặp lại sau. Sẽ gặp lại sau. Xin hãy cẩn thận. Sẽ gặp lại sau. Các huynh đệ, lên ngựa. Đi, mau lên. Đi. Mau lên. Mau lên. Lại. Đuổi theo tiếp sẽ mắc bẫy bọn ma phỉ. Đi, mau theo ta. Mau lên. Nhị mau, mau lên đi. Mau lên. Nào. Mau lên đi. Theo tao quay lại. Thiết Bu, tôi thấy có điều khác thường, nhớ cẩn thận. Mọi người phải đề cao cảnh giác. Qua đây. Tiền bối, giảng sinh chưa từng xúc phạm tới ông, sao ông lại làm khó tôi như vậy? Cậu trai trẻ, danh hiệu là gì? Thiết Bưu không phải nhân sĩ giang hồ, không có danh hiệu. Thiết Bưu, cái tên mù thích trí đó đã dạy dỗ ngươi như thế nào? Đã gặp sư bá cũng không biết cúi đầu chào hỏi sao? Thiết Bưu, bái kiến sư bá. Thiết Bưu, ta nghe tên mù đó nói là đã truyền cho ngươi bộ quyền độc môn. Vậy ý ngươi là ông ta không hề truyền cho ngươi? Không thể nào. Mau tiến lên.
Giết cho ta. Mà quăng nó đi. 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 Chạy mau, dẫn tôi dỗ đi trước đi. Các con, đi mau. Thiết Bưu, những bản lãnh mà sư phụ đã dạy cho ngươi, cổ tại nó hết đi. Thiết Bưu huynh đệ, để ta chơi với ông già đó cho vui. Đừng lấy mạng ông ta. Cái tên ranh con kia, quay lại đây mau. Chạy đi, đi theo ta, đi. Oh.
Sure. Nè ông già, vượt đường xa như vậy để tới kiếm chuyện chắc là vất vả lắm phải không? Cũng ổn. Cũng không biết là tên tiểu tử nhà ngươi tên họ là gì vậy? Ngọc Diện Phan An Thiết Quyền Dương, Mã Tiểu Hổ. Hóa ra là một con hổ à? Hả? Nè ông già, vậy bây giờ thì hãy thử coi ông sẽ chạy nhanh hơn ta hay là ta chạy nhanh hơn đi. Hả? Được, vậy lão phu cũng coi thử tài của ngươi. Chà. Lão già kia, sao ngươi vẫn còn lanh quanh ở đây vậy hả? Cũng 2 ngày rồi cũng chưa làm ngươi bị chết đói ha. Tiểu tử thối kia, lão phu lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm rồi, không có tên nào dám giỡn mặt với lão phu như vậy. Được, ngươi cũng coi như là anh hùng, nhưng mà ta cho ngươi hay, nếu như ngươi về Thiết Bưu mà dám giỡn mặt với lão phu, ngươi không có kết cục tốt đẹp đâu. Vậy được, ngươi cũng nhớ kỹ, Mã Tiểu Hổ ta rất là thích gan ốc lầy đất vì những anh hùng, để cho các loài cẩu hùng rơi rụng chết hết. Anh hùng hay cẩu hùng đều là hùng thôi, không có gì khác biệt cả. Được, vậy ngươi cứ tiếp tục loanh quanh đi ha. Hổ gia gia ta quay về đánh răng đây. Cái tên tiểu nhân thối nhà ngươi. Được đó, tên khốn đó đúng là từ ngọn núi đó bò ra ngoài. Đi, ra coi thử. Ân Trạch Tứ Hải. Cái tên ăn mày kia, ngươi tìm lộn chỗ rồi. Đây là sơn trại của núi Thanh Long. Cầm lấy bánh bao rồi cút khỏi đây. Được, ngươi đợi lão tử ăn no rồi. Lão tử ăn no rồi sẽ xử lý ngươi ra sao? Nếu như không phải Thiết Bưu dặn dò ta không được lấy cái mạng của ngươi thì ngươi đã sớm thành thịt khô rồi. Nốt đâu? Nè, vì ta muốn ngươi mắc nghẹn, muốn tìm được nước hả? Tự mà đi tìm đi. Ta hỏi ngươi, bây giờ Thiết Bưu đang ở đâu? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Được, ta để cho ngươi nói sướng cái miệng. Tới lúc đó, ta tiễn mấy tên bằng hữu đó của ngươi cùng đi xuống âm tào địa phủ làm bạn với ngươi luôn. Ngươi đủ rồi đó, với tuổi tác đó của ngươi, kẻ xuống địa phủ là ngươi mới phải. Ngươi đúng là tên khốn thiệt mà. Ngươi mà còn dám sỉ nhục ta nữa, ta sẽ lột da của nhà ngươi ra luôn cho coi. Đạo tặc dám rút kiếm trước mặt ta nữa sao? Hây!
Một nhát chuẩn xác, liên tiếp ra đòn quyết liệt. Liễu Sinh kiếm pháp, ngươi là ai? Sao lại biết Liễu Sinh kiếm pháp của Đông Doanh? Tên chân nhắn thấp bé không biết trời cao đất dày, dám ở trước mặt Chu Gia Gia này múa Liễu Sinh kiếm pháp à? Hôm nay nếu không dạy dỗ ngươi một trận thì ngươi sẽ không biết tổ tông ngươi là ai. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, quay về giang hồ xuyên đi. Chờ khi ngươi học xong toàn bộ Tân Âm Lưu, đều hãy quay lại đấu với ta. Biết. Tên đạo tặc này sức cũng không tệ. Mau kêu mọi người vào trong nhà hết đi. Mau lên. Mau đóng cửa lại. Mau đóng cửa lại đi. Hả? Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Huynh đi kiếm vài cây côn tới đây. Mau lên. Đi mau. Mau các đệ mau trốn vào trong miếu. Mau lên đi. Đi mau. Mau lên. Đứng dậy. Mau vào trong. Lẹ lên. Mau lên đi. Mau vào trong. Đừng có chạy ra như chứ. Mau vào trong đi. Đi. Mau. Đưa ta một cây côn. Nè, chụp nè. Đưa ta. Mau. Ba người các huynh ở đây dẫn dụ bọn chúng nha. Chúng ta trốn vào đây đi. Lẹ. Đám nhóc chết tiệt này. Chụp lấy. Phía sau. Lên cho ta. Kêu tụi nhỏ ra đây hết đi. Được. Tất cả ra đây hết đi. Mau lên. Mau lên. Mau. Chúng ta mau đi thôi. Đi. Đi. Các ngươi là ai vậy? Đây là đoàn xe ngựa của Dương phủ bên triều đình. Theo lệnh của Ngô lão gia, tịch thu những vật phẩm trái phép vận chuyển ra bàn thành. Mau cút đi chỗ khác, không thôi giết không tha. Ngươi! Bọn chúng nhiều người, giờ đánh trả không có lợi cho chúng ta. Nhưng mà bên trong đó đang chứa một gian lưỡng gian. Bố Lạc gia đã căn dặn, chỉ cần người của dân đoàn thì mặc kệ bọn chúng. Hảo hán, hàng hóa ngươi cứ việc lấy đi, nhưng cho chúng tôi biết họ tên của ngươi để chúng tôi còn phải báo cáo lên trên. Ta là Ngô Kỳ Điền thuộc dân đoàn tại Bàn Thành.
Có chuyện gì theo chúng tôi về nói với Ngô lão gia. Lên. Tránh ra. Đi đi. 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 Chờ. Chờ. Đại Hút Ca, người thuộc dân đoàn Bàn Thành cướp đồ của Dựng Kiệt. Đi. Tên họ Ngô đó. Đại Hút Ca, Đại Hút Ca, những người đó đều là người của dân đoàn. À, hai đệ yên tâm, bọn chúng đều là các huynh đệ của Đại Hổ Ca cải trang. Đại ca, quên xem, toàn bộ trên xe. Đại ca, là vàng đó. Tiểu Hổ Ca, có biết đây là gì không? Để biết nè, đây là Kim Nguyên Bảo trong truyền thuyết. Để biết quá nhiều đó. Đại Hổ Ca, huynh tặng cho đệ nhé. Được, ta tặng cho Tiểu Hổ Ca một cái. Đại Hổ Ca, đệ cũng muốn một cái. Nhị Ngưu, cho cậu ấy một cái đi. Được, cầm lấy. Đa tạ Đại Hổ Ca. Ít. Đại Hổ Ca. Ừ? Đệ còn phải cho sư phụ một cái, cho Đinh Đại một cái, còn cho Thiết Bưu Ca, Tú Dương Tỷ. Ê, Tiểu Hổ Ca. Hả? Đây là Kim Nguyên Bảo, không phải là bánh nướng, muốn lấy bao nhiêu thì lấy hả? Bên có nhiều lắm mà, cho đệ vài cái cũng không được sao? Nhỏ mọn quá đi à. Cho cậu bé thêm vài cái đi. Có ngay. Đệ tự lên xe lấy nha. Đi đi. Lên. Cho. 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 Ừ. Ừ. Thiết Bố, đã lâu rồi không gặp. Trời ơi. Tiêu rồi. Hả? Thiên Hồng, xem ra vẫn chưa đến giây phút tương phùng. Đi thôi. Sư bá, giảng bối thỉnh an sư bá. Hôm nay đang có việc quan trọng, xin sư bá hãy để cho tôi đi. Cho đi à? Nói nghe dễ dàng quá. Tiểu tử ngươi từng thoát khỏi tay ta cũng 2-3 lần gì rồi. Được, để cho ngươi đi cũng được thôi. Nhưng mà hôm nay ngươi bắt buộc phải tỉ thí với ta một trận. Sư bá, đừng làm khó cho giảng bối nữa. Nếu như ngươi muốn đi qua từ chỗ của ta thì hôm nay bắt buộc ngươi phải thắng được ta. Hai huynh đệ hãy mau đi tìm cô bé đó đi. Nếu như đúng là Thiên Hồng thì hãy đưa về sơn trại. Được, được. Muốn đi đâu? Chịu tay. Thiết Bưu, ngươi còn không ra tay sao? Tiền bối, ông đừng ép tôi phải ra tay. Ta đang muốn ép người đó. Nếu ngươi còn không ra tay, ta sẽ giết hắn ngay lập tức. Ông có biết hay không? Nếu như tôi không cứu ông, chỉ cần tôi buông tay là ông sẽ chết ngay lập tức. Thiết Bưu, lão phu không cần sự thương hại của ngươi. Buông tay ra đi. Ông 5 lần 7 lượt ép tôi, nhưng lần nào tôi cũng nhịn ông. Ông có biết tại sao tôi cứu ông hay không? Bởi vì là lời dặn của sư phụ tôi. Tôi cho ông biết,
Không vì lý do đó thì hôm nay ông chết chắc rồi. Đừng có nhắc tới lão mù đổi với ta. Ta không có mang ơn đâu. Tử Lân thượng nhân, tôi không nói với ông nữa. Hôm nay tôi cứu ông, sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy ông nữa. Mau. Các người là ai? Đây là ngộ. Mở cửa, mau mở cửa cho Gia Gia. Đi nói với Ngô Bá Thiên là Nhật La Sát Gia Gia ở đây, kêu ông ta bái kiến đi. Xông vào trong cho ta. Dạ. Kẻ nào mà không có mắt vậy, dám làm càn trước cửa Ngô gia ở Bàn Thành. Nói với chủ nhân của ông, Bối Lạc gia ở đây, kêu ông ta quỳ ra mắt đi. Cái tên thái giám nhà ngươi, dám ăn nói vô lễ với sư gia, không cho ngươi một trận, ta cảm thấy rất bực bội. Sư gia, có sao không? Bắt hắn lại cho ta. Dạ. Lục soát cho ta. Dạ. Thiếu Dương tỷ, Thiếu Dương tỷ. Chuyện gì vậy? Dân Kiệt đem theo người cứu quả đen đang đánh nhau trước cửa Ngô gia. Đang đánh nhau sao? Ừ. Vậy Đinh Đại, Đỗ Lão Đại đâu? Họ đều đang ở đó. Đi mau. Ừ. Đi. Mở lục soát đi. Dạ. Bối Lạc gia không tìm thấy Ngô Bá Thiên. Tìm tiếp. Có đào ba tấc đất cũng phải tìm ra cho ta. Dạ. Bối Lạc gia tìm khắp nơi rồi, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Ngô Bá Thiên và con bé. Đưa Chu sư gia tới đây cho ta. Dạ. Đi. Cô lão gia của các người đang ở đâu? Tôi không biết. Vậy còn bé gái đang trốn ở chỗ nào? Tôi thực sự không biết gì. Sao Tú Vân tỷ vẫn chưa đến? Cầm lấy. Gì vậy? Cầm lấy. Để ta vô trong xem. Hay không được, nguy hiểm lắm. Ta sẽ cẩn thận, nhất định phải đợi được Tú Vân tỷ và Đinh Đại đến, nghe rõ chưa? Được. Quýnh coi. Bối Lạc gia phát hiện một cửa nhỏ ở hậu viện,
Ngô Bá Thiên chắc là đã bỏ trốn từ đó. Sao không tìm ra sớm? Bây giờ mới phát hiện sao? Bố Lạc Gia, không thấy Chu sư gia đâu. Vô dụng, toàn một lũ vô dụng. Không lẽ Ngô Bá Thiên đoán được tâm tư của ta từ lâu, cố tình dụ ta vào nhà trống sao? Đi. Đi. Đưa theo tiểu tử nghịch tặc này lập tức rút khỏi Ba Thanh. Mày muốn làm gì? Đi. Qua đây. Buông ta ra. Buông ra. Bố Lạc Gia, giờ tính sao đây? Đốt sạch chỗ này cho ta, đốt sạch hết mọi thứ cho ta. Thiết Bưu, nếu ngươi là nam nhân thì bước ra đây đi. Đừng có bắt chước sư phụ của ngươi học cái trò rùa rụt cổ như vậy. Ta biết là bây giờ ngươi hay đi chung với cái bọn mã tặc đó. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta cho ngươi 2 ngày. Trong 2 ngày nếu như ta không thấy bóng dáng của ngươi, ta sẽ tới săn bằng ổ của bọn mã tặc đó. Xem ra chúng ta tới trễ rồi. Tới rất đúng lúc. Nếu các người đã tới đây thì đừng hòng sống sót. Giết bọn chúng cho ta. Giết. 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 Thank you.
Đứng lên, đã tìm thấy tấm bản đồ chưa? Đã tìm thấy tấm bản đồ chưa? Ngươi là hộ vệ của ta mà, tại sao ngươi lại nằm đây chứ? Đồ vô dụng, đồ vô dụng, tất cả là một lũ vô dụng. Bối Lạc Gia, chỗ này không thể ở lâu, mau đi thôi. Đi đâu chứ? Về kinh thành, đó là con đường duy nhất của chúng ta. Ta không về kinh thành, ta không về kinh thành, ta không về kinh thành. Thật không ngờ, ta nuôi ưng hơn nửa đời người, vậy mà bây giờ lại bị ưng mổ vào mắt. Đúng vậy, ông luôn miệng chửi người này ngốc người kia ngu, thật ra ông mới chính là tên ngu ngốc nhất. Nếu hôm nay ông tới đây rồi thì đừng hòng sống sót trở ra. Người đâu? Dạ. Lột da bọn chúng xuống cho ta, ngay lập tức. Bọn giết hắn. Dì Bông, dì Bông, dì Bông. Thiếu Bưu, tên giả hòa thượng đáng ghét, ngay từ đầu tới bây giờ ngươi không tập trung tụng kinh gõ mỏ mà cứ nhất quyết muốn xen vào chuyện này. Đám ranh con trong thiên địa hội có quan hệ gì với ngươi? Ngươi đã không biết điều, ngược lại còn rất cứng đầu. Ta từng khâm phục ngươi là một nam tử hán, từng muốn cho ngươi một tương lai tươi sáng, nhưng mà ngươi không những không nể mặt ta, ngược lại còn chống đối triều đình. Dân Kiệt, ngươi là Bố Lật Gia của Đại Thanh, ngươi không tận trung với nước, tận tâm với ba tánh, trái lại ngươi còn ở đây làm khó cho bọn nhỏ. Ngươi mau thải bọn chúng ra ngay đi. Ngươi có tư cách gì dạy đời ta chứ? Dừng tay. Dừng tay đi. Chết bà, chạy chạy đi, đừng có tới đây. Chạy đi. Chết bà, mau chạy đi, đừng lo cho bọn đệ.
Bản lĩnh của ngươi đâu? Bản lĩnh của ngươi đâu? Hả? Đinh Tiểu, nhìn kìa. Chắc chắn là Thiết Bưu Ca đã đánh nhau với hắn. Phải làm sao đây? Nếu như quăng pháo qua đó, chắc chắn sẽ làm Bưu Ca bị thương. Đúng vậy. Chúng ta phải thừa cơ qua đó. Tới lúc đó tùy cơ ứng biến. Ừ, được. Đi thôi. Đi. Thả bọn nhỏ ra đi. Chuyện này không có liên quan tới bọn nhỏ. Ta sẽ ở lại. Ngươi ở lại sao? Được. Ta thả. Ta thả. Chạy mau. Cho hỏi người tới là ai vậy? Tại hạ Trần Cận Nam, tới đây bái kiến Thanh Phong trại chủ Mã Tiểu Hổ. Trần Cận Nam, có phải là tổng đà chủ Trần Cận Nam của Thiên Địa Hội không vậy? Chính là tại hạ. Vậy xin hỏi thiếu đà chủ của Thiên Địa Hội tên là gì vậy? Thiếu đà chủ nhũ danh là Nhị Mao, tên thật là Trần Gia Đống. Mở cửa, mở cửa đi. Trần đại chủ, nghe danh đã lâu. Hân hạnh, hân hạnh. Mời ngồi. Đa tạ. Tổng đại chủ tới rước bọn trẻ đúng không? Đúng vậy. Không biết bây giờ bọn nhỏ đang ở đâu? Mấy ngày trước, Mã trại chủ và Thiết Bưu huynh đệ đã dắt bọn trẻ về Bàn Thành rồi. Bàn Thành? Đúng vậy. Vì có hai đứa bé bị Ngô Bá Thiên ở Bàn Thành bắt đi. Còn có một đứa bé bị Bối Lạc Gia ở Kinh Thành bắt giữ nữa. Không biết có thể nhờ huynh đệ đây dẫn ta đi tìm họ hay không? À, tổng đại chủ không biết đó thôi. Bây giờ tình hình ở Bàn Thành rất là rối loạn. Tôi chỉ lo sợ cho sự an toàn của ngài. Ngài thấy như vậy được không? Tôi sẽ sai người tới Bàn Thành trước bọn trẻ về đây. À, cũng được. Làm phiền huynh đệ rồi. Các vị hảo hán ở núi Thanh Long, trại chủ không thể cùng chúng tôi trở về. Tu dân có lỗi với mọi người. Trại chủ Thanh Phong trại là một người có lòng chính nghĩa,
một vị anh hùng hành hiệp trượng nghĩa. Các vị hảo hán ở núi Thanh Long cũng đều là người hào khí ngút trời, là bậc tráng sĩ trọng tình trọng nghĩa. Nếu như các vị còn kêu ta một tiếng phu nhân, ta hy vọng các vị có thể giữ vững hai chữ trung nghĩa của trại chủ. Thay trại chủ bảo vệ Thanh Phong trại, bảo vệ núi Thanh Long, bảo vệ ngôi nhà này, Tú Vân đa tạ các vị. Tú Vân đa tạ các vị. Trung nghĩa đường. Nhị Mau, chuyện gì vậy Thiết Bưu đại ca? Có người đang chờ ở trong đó. Chờ để hả? Đi đi. Ừ. Tiên sinh, xin hỏi tiên sinh tìm ta sao? Nếu không có cây tiêu này thì ta đã không nhận ra con. Cây tiêu này là do gia phụ để lại cho ta. Tiên sinh, mời ngài ngồi. Xin hỏi tiên sinh là người ở đâu? Tên họ là gì? Tại hạ họ Trần, tới từ phương Nam. Trần tiên sinh, bây giờ tình hình phương Nam như thế nào rồi? Sau khi triều đình phát hiện chuyện A Nhĩ Thái bán nước cầu dinh, triều đình đã hạ lệnh tăng cường lực lượng binh lính và vũ khí phòng vệ trên lãnh hải phía Nam. Chuyện này là đương nhiên, không khó để đoán ra. Giành Giang Sơn thì dễ, giữ Giang Sơn thì khó. Mặc dù ta không biết hoàng thượng trị quốc như thế nào, giữ nước như thế nào, nhưng mà từ chuyện hoàng thượng xử tội hoàng thúc A Nhĩ Thái vì chuyện bán nước thì có thể thấy được đây chính là một điều may mắn cho Đại Thanh. Có thể nghĩ xa được như vậy, không uổng phí sự dạy dỗ của nghĩa phụ. Không lẽ tiên sinh biết nghĩa phụ của ta sao? Ừ, đúng vậy. Chỉ đáng tiếc nghĩa phụ vì ngăn cản Tử Lân thượng nhân và Thiết Bưu hai cha con tàn sát lẫn nhau mà đã hy sinh rồi. Lỗ tiên sinh độc rộng hiểu cao, làm người chính trực, người người kính trọng. Nghĩa phụ đã nuôi dạy ta từ nhỏ, ân tình nặng như núi, tình cảm thân thiết giống như là con ruột vậy. Bao nhiêu năm nay trong lòng ta vẫn coi con là một đứa bé, nhưng mà không ngờ nghĩa phụ của con lại dạy con rất nhiều điều, khiến cho con có một tấm lòng bao dung như vậy. Xem ra đời này ta đã có hy vọng, sau này con phải có ơn phải trả để an ủi vong linh nghĩa phụ của con. Học trò nhất định sẽ làm được. Vậy xin hỏi tiên sinh tên thật là gì? Trần Cận Nam.
thầy nhi tham kiến phụ thân. Con đứng lên đi. Đỗ lão đại, Đỗ lão đại, ta xin Quỳnh luôn đó. Quỳnh hãy tắm rửa thay quần áo đi có được không? Quỳnh dơ quá. Đỗ lão đại, Đỗ lão đại, Quỳnh không nghe thấy ta nói chuyện hay sao? Sao vậy? Đi thay đồ đi. Đừng có quậy nữa, ta muốn được yên tĩnh. Gì vậy? Ngồi xuống. Tỷ muốn làm gì? Tỷ muốn bàn với đệ một chuyện. Còn muốn bàn bạc chuyện gì nữa? Chúng ta đã bàn với nhau rồi mà. Ở trong nhà đệ nghe lời của tỷ, ở ngoài đường thì còn có chuyện gì để bàn nữa? Ở ngoài đường tỷ nghe lời đệ. Trời ơi, ý của đệ là giả bộ. Giả bộ. Tỷ tính toán quá đi. Đồ nhỏ mọn. Đệ đứng lại đó. Tỷ không muốn cãi nhau với đệ. Chuyện này thật sự rất quan trọng với đệ và với tỷ, cho nên tỷ muốn bàn bạc với đệ. Tỷ nói đi. Tỷ hỏi đệ, đệ muốn tiếp tục đi với nhị mau có phải không? Đương nhiên rồi, đệ cũng là cô nhi của thiên địa hội. Nhưng mà Tú Vân muốn dắt đệ về kinh thành để đi học. Tại sao vậy? Bây giờ đệ đã là người của thiên địa hội rồi, đệ phải đi chung với thiếu đài chủ. Đệ không muốn bỏ trốn giữa đường. Đệ nghe tỷ nói hết có được hay không vậy? Không được, đệ không nghe, đệ không muốn nghe. Hiểu Dương. Tỷ nói đi. Tỷ biết trải qua nhiều khó khăn như vậy, đệ và nhóm của nhị mau đều đã có tình cảm thân thiết với nhau rồi. Bây giờ chia tay bọn họ, đệ nhất định rất là khó chịu. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã rõ, A Nhĩ Thái đã bị trừng trị thích đáng, triều đình cũng đã trả lại trong sạch cho Thiệu gia chúng ta. Cho nên bây giờ tỷ phải dắt đệ về kinh thành để học hành, để đệ được văn võ song toàn, trở thành một nhân tài của quốc gia. Như vậy tỷ mới có thể hoàn thành di nguyện của cha. Tỷ và cả đệ nhất định phải làm như vậy, bởi vì đây là tâm nguyện lớn nhất trong lòng của cha. Đệ hiểu rồi.
để nghe lời tỷ là được mà. Chỉ là trước khi đệ chia tay với họ thì tỷ cho đệ ở bên cạnh họ thêm mấy ngày, có được không? Dường như ngoan lắm. Đây mới là Dương Nhi của tỷ. Đây là Thiên Hồng mà lúc nãy con nhắc với cha đó. Đây là gia phụ của ta, Trần Cận Nam. Là Tổng Đa Chủ sao? Chào Tổng Đa Chủ. Hả? Tổng Đa Chủ? Con là Đỗ Lão Đại sao? Dạ. Tại sao con lại ngồi buồn bã ở chỗ này? Sư phụ mất rồi, gánh hát cũng tan rã, bọn con phải làm sao đây? Con là đại ca, nên dùng trí tuệ của mình để dẫn dắt mọi người. Bạch sư phụ vì bảo vệ các con mà hy sinh tính mạng của mình, cho nên các con nhất định phải cố gắng sống để báo đáp công ơn dưỡng dục của sư phụ các con. Tổng đà chủ, ngài sẽ dắt tụi con về Phúc Kiến sao? Đương nhiên, ta tới đây chính là để dắt các con đi về phía nam. Trên đường đi sẽ có rất nhiều thúc bá bảo vệ các con giống như bạch sư phụ đã làm. Ngài đừng kêu họ tới, bọn con lớn rồi, bọn con biết bảo vệ bản thân mà. Giỏi lắm, rất có chí khí. Ừ. Đợi khi nào chúng ta tới nơi, ta sẽ giúp con gây dựng lại gánh hát để các con có thể tiếp tục biểu diễn. Đa tạ Tổng đà chủ. Nhị Mao, cha huynh có nói chuyện gì với huynh không? Từ nhỏ thì ta đã sống với nghĩa phụ, đối với ta mà nói phụ thân rất là xa lạ. Có thể gặp được cha của mình, tóm lại đó là một chuyện rất tốt. Huynh đang nhớ cha của huynh hả? Tối nào ta cũng thấy ông ấy. Cha huynh vì bảo vệ cô nhi của Thiên Địa Hội nên mới bị Dận Kiệt hãm hại như vậy. Thiên Địa Hội mãi mãi không quên ơn của ông ấy. Thiệu Dương, huynh có theo bọn ta xuống phía nam hay không? Ta không đi. Tú Vân chuẩn bị dắt ta về kinh thành để ta tiếp tục học hành, sau này thi lấy công danh. Trị nước thì trước tiên phải để dân giàu. Dân giàu thì dễ trị, dân nghèo thì khó trị. Làm sao để biết được chuyện này? Dân giàu thì quê nhà bình yên, quê nhà bình yên thì dân chúng không phạm luật, không dám phạm luật thì dễ trị nước. Dân nghèo thì quê nhà nguy hại, quê nhà nguy hại thì dễ vi phạm luật lệ, vi phạm luật lệ thì khó trị nước. Quốc gia yên ổn thì giàu, quốc gia loạn lạc thì nghèo. Người trị nước anh minh, trước tiên dân phải giàu, sau đó mới trị dân. Ta biết là muốn cai trị tốt một quốc gia thì nhất định phải để bá tánh giàu có sung túc. Có thể quen một người bạn như huynh là may mắn lớn nhất của ta. Đáng tiếc, chúng ta sắp phải mỗi người một ngã rồi. Đúng vậy. Tuy rằng ta không nỡ xa huynh, nhưng mà quyết định của Tú Vân là đúng đắn.
Chúng ta là bạn bè của nhau, đối với chúng ta mà nói, chuyện rèn văn luyện võ mới là chuyện quan trọng nhất. Bây giờ ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đi về phía nam. Khi nào tới nơi an toàn, ta mới có thể tiếp tục đọc sách. Còn những đứa bé kia, Quynh tính làm gì với những đứa bé Quynh dắt về? Ta quyết định để họ theo ta về phía nam, sau này họ sẽ tiếp tục ở chung với ta. Nhưng mà Quynh dắt theo họ thì trong lúc lên đường sẽ càng khó khăn. Không sao đâu, không có Giận Kiệt và đám người áo đen truy sát thì khó khăn trên đường sẽ bớt lại mà. Nếu như thật sự bất tiện, Quynh cứ để cho họ chọn con đường riêng của mình. Hay là Quynh thử hỏi ý kiến của cha Quynh xem. Không cần đâu. Ta và những đứa bé đó đều là trốn thoát từ tay đám người lừa gạt kia. Cho nên chuyện này cứ để ta quyết định vậy là được rồi. Nó từng chứng kiến tình bạn của chúng ta và chứng kiến việc chúng ta đã từng cùng nhau hoạn nạn. Nhìn vật nhớ người. Hoạn nạn thấy chân tình, mong là khi chúng ta gặp lại sẽ cùng nhau dựng đại nghiệp. Giữ làm kỷ niệm đi. Thiết Bưu, ngồi đi. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, không có một chút bình yên. Trên đường tới đây cũng nhờ có cậu cho nên bọn trẻ mới được an toàn. Tổng đại chủ, Thiết Bưu vẫn chưa hiểu một chuyện. Chuyện gì? Lúc trước tổng đại chủ bị binh lính truy sát phải chạy tới Linh Ứng Tự, sau đó là Thích Trí sư phụ cứu ta một mạng. Ông ấy giấu ta ở sau núi của Linh Ứng Tự, còn bản thân và Linh Ứng Tự bị tiêu diệt. Mỗi lần nhớ tới ta lại cảm thấy rất đau lòng. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ. Đây không phải là cây tiêu của Nhị Mao sao? Tại sao Quynh lại có nó? Cái này là Nhị Mao tặng cho ta để làm kỷ niệm. Chưa gì mà đã tặng đồ kỷ niệm rồi. Thiên Hồng, muội theo ta về kinh thành có được không? Về kinh thành sao? Muội nói nhỏ thôi, muội muốn đánh thức tất cả mọi người hả? Tú Vân muốn ta về kinh thành để tiếp tục học hành, không phải muội nói muội cũng muốn đi học sao? Ta rất muốn đi học, nhưng mà ta muốn theo mọi người đi về phía nam. Muội có thể nói với tổng đài chủ một tiếng, nói là muội không muốn theo họ đi về phía nam. Không được, ta nhất định phải đi chung với mọi người. Vậy chúng ta còn có thể gặp nhau hay không? Đương nhiên là có thể rồi. Nếu Quynh tới Phúc Kiến thì có thể tới thăm ta. Nếu ta tới kinh thành thì sẽ tới thăm Quynh. Ta nghe nói mọi người muốn đi biển tới Đài Loan. Đài Loan xa như vậy, có lẽ chúng ta không thể gặp nhau nữa. Đài Loan không hề xa, chúng ta có thể gặp lại nhau. Vậy thì rất lâu về sau, muội còn nhớ Thiệu Dương ta hay không? Nhớ chứ. Nè, muội có thể cho ta một món đồ để làm kỷ niệm hay không? Ta nghèo tới rớt mồng tơi, ta không có cái gì hết.
có thể là dây cột tóc hay trâm cài, chỉ cần là món đồ muội thích nhất là được rồi. Cái này được không? Quynh nhìn thấy cái này thì coi như thấy được ta rồi. Cận Nam rất cần một người anh hùng giống như cậu, cho nên hy vọng cậu theo bọn ta cùng tới phía Nam. Thiết Bưu đa tạ tổng đại chủ coi trọng. Giảng bối không phải không muốn đi theo ngài về phía Nam, phò tá thiếu đại chủ gây dựng cơ nghiệp. Trước ngày hôm nay, Thiết Bưu vẫn cho rằng trung nghĩa khó lưỡng toàn. Nhưng mà bây giờ tôi đã hoàn thành di nguyện của sư phụ, cho nên sau này Thiết Bưu vẫn muốn quay về Linh Ứng Tự để xây dựng lại ngôi chùa. Về Linh Ứng Tự một mình, đây là chuyện không dễ dàng đâu. Thật ra những gì tôi trải qua khi bảo vệ cho bọn trẻ, đối với tôi mà nói chính là thử thách rèn luyện ý chí và lòng tin của tôi. Xin tổng đại chủ tin tưởng Thiết Bưu. Nếu như Thiết Bưu là đệ tử của Linh Ứng Tự thì nhất định phải giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện. Đây là bản đồ phòng ngự biển. Thiết Bưu, đa tạ cậu. Thứ các cậu bảo vệ không chỉ là một tấm bản đồ phòng ngự biển, mà còn là sự an toàn của giang sơn xã tắc và là sự bình yên của bá tánh. Cận Nam đa tạ cậu lần nữa. Cũng xin đa tạ hai vị. Tổng đà chủ, thiếu đà chủ, các tiểu bằng hữu, đường xá xa xôi, xin hãy bảo trọng. Cận Nam hy vọng trong lúc sinh thời có thể tới kinh thành gặp cô và Dương Nhi. Người xưa mong muốn minh đức tỏ khắp thiên hạ, do vậy cần trị nước. Người muốn trị nước trước phải tề gia, người muốn tề gia trước phải tu thân, người muốn tu thân trước phải tu tâm, người muốn tu tâm trước phải có thành ý, người muốn có thành ý trước phải có trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì phải tìm hiểu vạn vật tới cùng, có trí tuệ rồi có thành ý, có thành ý rồi tu tâm, tu tâm rồi mới tu thân rồi mới tề gia rồi mới trị quốc rồi mới bình thiên hạ.